tắm đêm có phải là nguyên nhân gây ra đột quỵ? Theo bác sĩ Thu Hà, tắm đêm muộn hay dùng nước quá lạnh không phải là nguyên nhân gây đột quỵ, nhưng chúng thúc đẩy các yếu tố nguy cơ khiến bệnh nặng hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Thu Hà, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đột quỵ hay tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Khi đó não bị thiếu oxy, dinh dưỡng và các tế bào của cơ quan này bắt đầu chết trong vài phút. Người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu như không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Đây là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất. Đang trong tháng cao điểm của mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, một số trường hợp đột quỵ xảy ra sau khi tắm đêm hoặc tắm lạnh đột ngột. Bác sĩ Bùi Thị Thu Hà cho hay, về mặt dịch tễ học, tỷ lệ bị đột quỵ thay đổi theo mùa. Tỷ lệ đột quỵ vào mùa đông cao hơn so với mùa hè. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ phổ biến hơn vào mùa đông. Bên cạnh đó, đột quỵ xuất huyết phổ biến hơn vào mùa xuân. Tiên lượng xấu với những bệnh nhân bị đột quỵ vào mùa đông, tỷ lệ tử vong cho thấy là sự thay đổi theo mùa với đỉnh điểm vào mùa đông. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dịch tễ học Lâm sàng cho thấy, nhiệt độ giảm 5 độ C có liên quan việc tăng 7% số người nhập viện vì đột quỵ. Các tác giả cho rằng tỷ lệ đột quỵ cao là do thay đổi thành phần lipid, huyết áp và đông máu trong mùa đông. Tuy nhiên, khi tắm lạnh và đặc biệt là tắm đêm thì việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa mạch máu. Đây là các nguyên nhân gây đột quỵ não. Về mặt sinh lý bệnh, sự hoạt hóa của hệ thần kinh giao cảm và bài tiết tăng lên khi phản ứng với nhiệt độ lạnh có thể dẫn đến tăng huyết áp, tăng gánh nặng cho tim. Hơn nữa, trong quá trình tắm đêm với nước lạnh, nhiệt độ da giảm gây ra phản ứng hô hấp mạnh mẽ, được gọi là sốc lạnh, bao gồm thở hổn hển, tăng thông khí, giảm CO2, nhịp tim nhanh, co mạch ngoại vi và tăng huyết áp. Những phản ứng hô hấp này và sự thay đổi trong lưu lượng máu não có thể dẫn đến chấn thương thần kinh, đột quỵ não. Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh tắm đêm muộn hay tắm quá lạnh vào ban đêm không phải là nguyên nhân gây ra đột quỵ, nhưng chúng là yếu tố thúc đẩy các yếu tố nguy cơ gây bệnh nặng hơn. Do đó, đột quỵ dễ xảy ra, đặc biệt là người cao tuổi có nhiều bệnh nền. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.